với buổi giao lưu của chúng ta hôm nay, thay mặt ban tổ chức tôi xin trân trọng được giới thiệu có đồng chí Nguyễn Thị Bích, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hạ Long đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón. Xin trân trọng giới thiệu có đồng chí Triệu Thị Mai, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hạ Long. Và có đồng chí Lê Khắc Dũng, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hạ Long đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía nhà trường, xin trân trọng giới thiệu có thầy Phạm Anh Tuấn, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường. Cô Đỗ Thị Thúy Loan, Phó Hiệu trưởng nhà trường đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và có sự hiện diện của các thầy cô giáo trong Hội đồng Sư phạm nhà trường cùng hơn 900 em học sinh nhà trường tham dự đông đủ. Một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Hôm nay, trường Trung học cơ sở Chới tổ chức hội thi Sáng kiến cộng đồng chống quấy rối xâm hại trẻ em. Hội thi nhằm tạo cơ hội cho các em tự tìm hiểu những hành vi, cách ứng xử, phòng tránh những nguy hại liên quan trực tiếp đến bản thân của các em trong hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Trong hội thi, các em sẽ được tiếp cận với những tình huống có trong thực tế. Qua xử lý tình huống, các em sẽ tự rút ra các bài học kinh nghiệm, các bài học và sẽ có những kỹ năng tự vệ, tự phòng tránh cho bản thân. Tổ chức thành công tốt đẹp, và hội thi của chúng ta thì không chỉ
tuyên truyền giáo dục pháp luật để nâng cao kỹ năng an toàn cho học sinh, mà còn góp phần xây dựng một môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Đây cũng là cơ hội để các em học sinh được giao lưu, học hỏi, được trang bị cho mình những kiến thức và biết cách bảo vệ bản thân mình đúng cách, đúng lúc, và cũng như là những cái kỹ năng bảo vệ bản thân mình trước những nguy cơ xâm hại. Tôi xin được kết thúc phần nhận xét của hội thi tại đây. Một lần nữa thì xin kính chúc quý vị đại biểu, chúc toàn thể các thầy cô giáo, toàn trường chúng ta năm học 2022-2023 mạnh khỏe, thành công và thu được nhiều kết quả cao. Xin trân trọng cảm ơn.